Tháng sau á, tiền phòng lên giá rồi đó, cậu biết chưa? Biết rồi. Chắc là phải kiếm gì đó làm thêm thôi ông à. Còn trẻ phải tranh thủ cày. Mình cũng vậy, định tối kiếm thêm gì đó để làm, mua quà cho bạn gái nữa chứ. Cùng Trung Nguyên G7 dùng cà phê năng lượng đón thành công đổi đời, khám phá giải thưởng trong mỗi sản phẩm. Ê, ê Nam, nghe kìa, cà phê Trung Nguyên, cà phê năng lượng, cà phê đổi đời. Nghe rồi ông ơi, tôi đi mua cà phê Trung Nguyên G7 liền đây. Trúng một căn nhà là tôi có thể rước ba mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc, và còn cho nhỏ em ăn học đàng hoàng luôn đấy chứ. Tôi mà trúng xe máy thì tôi có thể kiếm thêm thu nhập. Ngồi chờ tôi chút nha, tôi đi về liền. Ủa, đang nói chuyện mà đi đâu vậy ông? Đi mua cà phê Trung Nguyên G7 chứ đi đâu nữa. Trúng nhẫn vàng cũng được bố ơi. Có nhẫn cầu hôn đẹp, đang gật đầu ngay chứ lại. Ê, ê, chờ tôi đi chung nhất coi. Chương trình thẻ cào trúng lớn trong mỗi sản phẩm cà phê Trung Nguyên G7. Dùng cà phê năng lượng đón thành công đổi đời. Từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến ngày 5 tháng 1 năm 2018 trên toàn quốc.